Hello, everybody, welcome to Health và Cà Tây. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health và Cà Tây. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game một con game công thành xưng đế ha. Trời ơi, trước ta nói con này up lên là ta nói view out vậy đó. Mà giờ up lên thì nó lại ít người quan tâm ha. Rồi lại không up thì lại có anh em hỏi. Ok, thì hôm nay lại có con công thành xưng đế phiên bản limited Ngọc Thiên Bảo. À, lướt thì thấy em nó đang có cái event mà vui cực khủng nha các bạn. À, thì đầu vô thì như bao con game khác thôi, phải chạy cái nhiệm vụ tân thủ nha. Đấy, thôi thì để nó đi cho nó tự chạy, hoặc tí heo sẽ chạy sau chứ cái này nó cũng khá là lâu ấy. Trước tiên chúng ta đến với thông tin server nha. Đây, công thành xưng đế à, Ngọc Thiên Bảo phiên bản limited, tải game link nè ha. Đó, quà tặng tân thủ 500 triệu kim nguyên bảo, 4 chiến xa ám kim, 60 triệu chiến công sách, 1.000 nguyên liệu sự kiện, đổi tại Hương Thành, quy 100% thần tướng. À, cách nhận tài khoản game mới hoàn thành tân hữu, mở đám mây, bộ đám mây, mở toàn bộ đám mây, quà sẽ nhận theo nhiệm vụ đám mây. À, có nghĩa là cái này là chúng ta phải chạy xong hết cái nhiệm vụ đám mây ha, là cái nhiệm vụ mà trắng trắng ở ngoài á, mở hết nó ra thì chúng ta sẽ được nhận ha. Đó, mà hình như nếu mà mở hết cái đó thì nó nè, đây nè, đám mây nè, đó thì nó cũng hơi bị lâu ấy. À, nhưng mà nếu anh em mà chơi thì ngồi chạy hết cái này là bình thường ha. Rồi, chưa hết, đây event cài cuốc thời gian từ 30 tháng 9 à, đến 21 tháng 10, hoàn thành nhiệm vụ ngày, nhận tối đa 1.000 nguyên liệu một ngày. Sau khi đổi 5.000 nguyên liệu sẽ đủ 5.000 nguyên liệu, báo fanpage để nâng cấp chiến xa. À, cách thức nhận như sau: hop trò chơi, báo fanpage đủ 5 ngày, vậy là 5.000 này là 5 ngày. Chụp ảnh gửi admin ha. Sau đó quà đổi như sau: 5.000 nguyên liệu đổi thành 100 tư chất hữu và máu cho chiến xa. À, event nạp 20 tháng 10 đến 21 tháng 10, ở là 20 tháng 9 đến 21 tháng 10. Đối với mỗi 500k nhận 100 điểm tư chất và máu, tối đa 2.000 điểm cộng dồn. Event hỗ trợ tân hữu nạp mà anh em chưa tham gia sự kiện trước. À, đối với 500k nhận 1.000 cấp chiến xa và 10 sao nữa hả? Ghê hả? Tối đa 2 nâng cấp 2 chiến xa max cấp và 10 sao. Đối với chiến xa đã đạt 10 sao sẽ quy đổi 10 sao thành 500 cấp cho chiến xa. Event top nạp top 1 nhận 8.000 điểm tư chất chiến xa, không quá 3.000 điểm cho mỗi chiến xa. Top 2 thì 6.000, top 4, top 3 thì 4.000, top 4 thì 2.000, top 5 trở đi thì được 1.000. Event lái xe nữa nha các bạn. Đó, nhận 5.000 xu web, tài khoản Facebook clone là không được nhận ha. Đó, nè đó, thông tin đầy đủ ha. Rồi, xong làm xong nhắn tin admin. Rồi tỷ lệ nạp 1:1. 10.000 Việt Nam đồng bằng 10.000 kim nguyên bảo. Event chào mừng big update nhân 3 giá trị nạp khi thanh toán, nhân 5 đối với hệ nạp đầu tiên, hệ thống diệt tự động. Đó, đây rồi, đây là code hỗ trợ nữa nè. Đó, rất nhiều hướng dẫn luôn, ghê, thấy tới đây là thấy hôm rồi ha. Rất nhiều event ngon ngọt luôn, nhưng mà các bạn phải cần phải chạy hết cái nhiệm vụ chiến xa ha. Đó, cái đó là điều tất nhiên rồi, chúng ta chạy hết mới được nha. Bây giờ em sẽ chạy lên tầm level 6 rồi đi test code với lại coi event cho anh em xem ha.
Ok. Rồi chạy lên nhiệm vụ level 6 thì các bạn đừng có làm heo heo nha. Các bạn chạy hết mấy cái nhiệm vụ đám mây rồi chúng ta mới nhận quà nha các bạn. Tránh nó bị lỗi ạ nha. Còn cái này là đang test cho anh em. Đó, Kim Nguyên Bảo nè. Này là đang trong sự kiện nè. Đó, lướt cái sự kiện coi. Tích nạp, nhận quà, lên cấp. Lên cấp chúng ta sẽ được nhận quà thêm nữa nè ha. Rồi nạp 1 được 4. Thì cái event này là nạp 1 mà được tới 4 món quà nha các bạn. Không phải ở đây không, mà đây 1 nè. Đây đây đây. 2, 3 và 4. Có nghĩa là ví dụ các bạn nạp rồi, ví dụ nạp 500k thì chúng ta được chọn một trong 4 cái này. Rồi, đó, rồi kéo xuống, chúng ta nhận thêm cái móc 500k ở đây nữa. Đó. Rồi kéo xuống nhận thêm cái móc 500k ở đây nữa. Đây, móc 500k ở đây thì nhận từ dưới này mà lên tới trên này nha các bạn. Đó. Rồi từ đây nữa. Đó, rồi các bạn nhận hết xuống tới dưới này luôn. Đó. Đó là cái event nạp 1 được 4. Rất nhiều đúng không? Mà còn chưa kể là chúng ta còn ăn được cái mấy cái ví dụ là nạp đủ nè, ăn vòng quay, rút thưởng, rút thăm gì nữa nè. Đó. Rồi còn ké thêm vài cái event ở dưới nè. Đây sự kiện trung thu. Trung thu cái gì? Chiếm 3.000 hành trì được nhận quà nữa nè ha. Trung thu event đây, nạp tích lũy 300k ở trên. Trên nạp 500k là ở dưới này ăn được thêm cái quà 300k nữa. Đó. Nạp 1 được 4 là như thế. Đó. Được 5 được 6 được 7 luôn đó các bạn. Đó. Rồi vận tiêu phương thành. Thì sự kiện thì chúng ta có event đổi đồ nè ha. Đó, đổi được rất nhiều trang bị nguyên liệu luôn. Ok, đó. Ồ, đổi được mảnh hổ trì hệ ám luôn, càng khôn đỉnh luôn. Wow. Rất nhiều luôn. Hoạt động lật thẻ nữa nè. Rồi super farmer gì nè, chiếm đóng 200 hành trì. Đó, 100 hành trì. 100 lần ra trận. Đó, bánh trung thu đồ, sự kiện ngày đồ nè, rất nhiều luôn. Đó, tích nạp đồ nữa. Đó, đây là cái event ha. Rồi VIP. VIP thì game này cho chúng ta là VIP 17 ha. Đó, không cần nạp gì hết, vô là có cái VIP 17 và chúng ta nhận quà nè ha. Quà VIP này em nghĩ là các bạn nên để lên level 30 chúng ta nhận luôn ha. Farm hết cái map rồi hãy nhận quà này sao ha. Còn không thì em chưa bao giờ mà nhận trước nên là không biết là nhận trước rồi đi farm lên level 30 nó có bị cái gì không. Thì cái việc đó em không biết. Đó, còn nếu mà bị thì coi như là xù thôi. Chứ biết gì giờ. Đó, rất là nhiều tướng, mạnh tướng để nâng cấp đồ đột phá đồ ha. Rồi ngoài ra trong này còn có mấy cái shop như là shop tướng nè ha. Đó, đủ level thì chúng ta sẽ nhận được tướng nè. Đó, rất nhiều luôn. Đó, rồi nhập code, hướng dẫn các bạn nhập code ha. Code bây giờ nhập sao? Chúng ta sẽ vào game. Vào cái chỗ mà tải game á, rồi chúng ta đăng ký một cái tài khoản. Rồi vô game. Rồi đúng rồi. 1 rồi nhập nữa rồi. Nhưng mà như vậy thì nhập được code không ta? Bởi vì chúng ta sẽ lấy cái ID đây nè. Đây ID. Đó, 91 3 số 0 1 số 1. Ok, S1 9 1 1 1 1 1 0 9 5 0 9 5 0 6 7. Ủa 6 7 mà. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập mã code cho có ăn được không ha. Đây. Ok, nhận code thất bại. Tại vì sao? Cái ạc này phải vô cái tài khoản hồi nãy kìa. Ơi, vui lòng đăng nhập. Rồi. Hồi nãy quên copy lại cái ID, bây giờ phải bấm lại nữa. Rồi, 9 mấy? 91 hả? 91000 1095
0957 lại số 4. Ủa, thì nhận có thất bại ta? Ây da, hay là cái code nó hết hạn, hay là chúng ta chưa đủ level? Truy cập qua đây. Đúng chỗ rồi mà. Đúng đúng cái chỗ nhập code rồi nè. Sao kỳ vậy? Ok, cái này anh em có thể nhắn tin admin và hỏi thử giúp heo ha. Đó. Hay là phải lên đủ level mới được nhận hay gì á. Nói chung là code đồ rất là nhiều ha. Nhập vào đó đó. Đó, lấy ID ha. Đó, và nhập thôi. Đó, và nhớ ha, các bạn phải chạy hết cái nhiệm vụ này luôn. Đó, nhiệm vụ đám mây. Nhiệm vụ đám mây thì làm khá là lâu nên sợ là không kịp giờ up video cho các bạn ha. Nào. Trời ơi, cuối tuần có con công hành xưng đế quá ư là hôm luôn. Và nhớ là cho nó chạy nha, chứ đừng có ăn ngay ship hay là cái gì đó mà cho nó lên là coi như là cũng su cà ná nha. Đó, dặn trước, báo trước rồi. Mà cái này anh em làm sai thì coi như là cũng su ha. Ủa, nhưng mà nó không có tăng tốc được hết ta, tự động. Level 10 mới có tự động. Ok, lên tự động mà ngon hơn rồi. Nhưng mà bây giờ nó chưa có thì biết làm sao giờ. Rồi, ok. Thì anh em nào có chơi thì tải về. Link heo sẽ đợi dưới phần mô tả. Và nhắc lại thông tin server, chúng ta sẽ có công hành xưng đế Ngọc Thiên Bảo phiên bản Limited và Tân Hữu. Sau khi chạy hết cái nhiệm vụ đám mây này nè thì chúng ta sẽ nhận được 500 triệu kim nguyên bảo, 4 chiến xa ám kim, 60 triệu chiến công sách, 1.000 nguyên liệu để đổi sự kiện tại Hương Thành. Hương Thành là cái giống này nè. Hương Thành hồi nãy mới đây thấy rồi. Như đây, Hương Thành, đó. Đây, nguyên liệu là cái bánh trung thu này đó hả? À, thấy chưa, rất là nhiều. Còn đâu rồi, như là đây. Các bạn làm event có thể lấy được bánh trung thu nè. Hoàn toàn phi, đó, hạ 500 triệu quân địch vậy nè. Chiếm đóng 400 thành trì, ra trận 150 lần là lụm mấy cái này thôi. Đó, rất ư là đơn giản ha. Đó, event là có hết rồi. Chúng ta chỉ việc vào làm nhiệm vụ lên level và quẩy thôi nha các bạn. Đó. Rồi còn rất nhiều nữa nè ha. Đó, phi 100% thần tướng nè ha. Đó, event nạp tiền nữa nè ha. Rồi event đua top nè ha. Rồi like xe nhận 500.000 xu web nữa nè ha. Đó, anh em nào có chơi thì tải về ha. Link heo sẽ để dưới phần mô tả. Đó, thêm một con game cho anh em chơi cuối tuần ha. Nhớ like xe mạnh tay vào nha các bạn. Like mạnh tay vào để có thêm động lực up thêm nhiều game nữa nè. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like xe và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok, rồi, bye bye. Rồi, đây quá trời tướng luôn. Giờ bấm vô mới lượm ra được. Ok, cái này là tướng kim hả? Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.